Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Xung quanh ta có những điều hết sức nhỏ nhoi, nhưng lại là không hề tầm thường. Đôi khi chúng ta đã quên mất, từng sự việc nhỏ diễn ra hàng ngày đều mang một ý nghĩa nhất định và có những giá trị vô cùng quý báu cho cuộc đời mỗi con người. Mỗi câu chuyện cuộc sống luôn có những ý nghĩa riêng của nó. Từ đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học cho chính mình, để bản thân ngày càng được hoàn thiện hơn. Cho dù nó có thật hay không, cho dù đó là truyền thuyết hay hiện thực, chúng vẫn có thể truyền cảm hứng cho tâm hồn và khiến bạn phải suy nghĩ. Vậy bạn có muốn nghe những câu chuyện ý nghĩa đó hay không? Bài học trong từng câu chuyện là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Câu chuyện số 1. Bệnh nhân ung thư. Một bệnh nhân ung thư cần phải làm phẫu thuật ngay để cắt bỏ khối u. Khi mổ ra, bác sĩ mới phát hiện khối u không thể cắt bỏ được, đành may lại cho anh ta, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Nhưng anh chàng này là một nông dân từ vùng quê lên nên không hiểu được thuật ngữ y khoa. Thế là anh cứ vững tin rằng phẫu thuật xong mình sẽ khỏi bệnh. Bác sĩ không còn cách nào khác để anh ta xuất viện. Nửa năm sau, bệnh nhân quay lại tái khám nhưng bất ngờ là các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Bài học: tâm thái vui vẻ, lạc quan là chìa khóa giúp mọi người vượt qua khó khăn, bệnh tật. Suy nghĩ tích cực không chỉ là một đặc điểm tính cách mà đó là một cách sống. Bạn càng lạc quan, bạn sẽ càng hạnh phúc. Suy nghĩ của bạn sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của bạn, bao gồm cả cơ thể và sức khỏe. Khi tâm lý chúng ta lạc quan, vui vẻ, cơ thể sẽ tiết những hormone yêu đời như serotonin, endorphin, oxytocin. Những hormone này giúp tâm trạng luôn ở trạng thái tích cực, tràn trề sinh khí, không vướng bận buồn lo. Khi ấy, các độc tố trong cơ thể sẽ dần bị loại bỏ, nguy cơ bệnh tật giảm xuống đáng kể và hệ miễn dịch cũng được tăng cường. Chỉ cần có tinh thần lạc quan thì bạn sẽ có được một nửa thành công. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo hay tuyệt đối điều gì. Sẽ chẳng có thành công nào có được một cách tự nhiên. Nó chỉ đến khi ta biết tạo cho mình một tinh thần lạc quan, tin tưởng, không sợ bất cứ khó khăn nào. Câu chuyện số 2. Chuột sa hũ gạo. Một con chuột rơi vào trong lu gạo. Số gạo trong lu vẫn còn một nửa. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có gì nguy hiểm, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm. Bài học: cuộc đời chúng ta tưởng chừng như rất bình yên, nhưng thực chất đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy. Nếu chúng ta không giữ vững lập trường thì sẽ bị những cám dỗ ấy hại mình. Cám dỗ có thể hủy hoại một con người, làm con người sa ngã không thoát ra được, làm cho con người đánh mất bản thân mình, hủy hoại hạnh phúc cũng như tương lai của bản thân và những người xung quanh. Chính vì vậy, mỗi con người chúng ta cần phải có ý thức cảnh giác trước những cám dỗ của cuộc đời, xây dựng cho mình một nội tâm mạnh mẽ, một ý chí vững vàng. Vậy thì phải làm thế nào để vượt qua cám dỗ? Trước hết, ta phải nhận định rằng là bất cứ việc gì cũng cần sự chuyên tâm và kiên định, bởi nguyên nhân khiến con người bị cám dỗ chính là sự lung lay của ý thức. Tiếp đó, hãy học cách buông bỏ những niềm yêu thích vô bổ và lờ đi những lời rủ rê của bạn bè nếu công việc của bạn chưa hoàn thành. Việc của hôm nay thì cố gắng hoàn thành trong hôm nay, đừng khất đến ngày mai. Bởi vì một khi như thế, con dao mang tên cám dỗ sẽ nhanh chóng lẻn vào và từ từ giết đi động lực của bạn. Và cuối cùng hãy nhớ rằng, thắng một vạn quân không bằng chiến thắng bản thân. Nếu bạn có thể vượt qua cám dỗ thì bạn đã gần như chiến thắng bản thân rồi. Khi ấy còn lo sợ gì không thể hoàn thành những mục tiêu to lớn khác. Khi gặp may mắn, đừng vội vui mừng. Khi gặp thất bại, đừng vội thất vọng. Câu chuyện số 3. Con chó và cái bóng. Một chú chó đang hộc tốc chạy về nhà sau khi ngoạm được một khúc xương mà người bán thịt ném đi. Khi băng qua một cây cầu hẹp, chú chó tình cờ nhìn xuống và trông thấy chiếc bóng phản chiếu của mình nơi mặt nước tĩnh lặng như gương. Nhưng chú chó tham lam nghĩ rằng nó nhìn thấy một con chó khác với một khúc xương lớn hơn nhiều so với xương của mình. Nếu như chú chó dừng lại để suy nghĩ một chút, chú chó sẽ biết đó chính là cái bóng của mình. Nhưng thay vì ngẫm nghĩ, chú chó ta lại nhả khúc xương ra và nhảy xổ vào cái bóng ở dưới sông. Để rồi sau đó chú ta rơi vào nguy hiểm và phải gắng hết sức bình sinh để bơi được vào bờ. Cuối cùng thì chú chó cũng thoát khỏi dòng nước và khi đứng bần thần buồn bã nghĩ về chiếc xương ngon lành mà mình đã đánh mất, chú chó nhận ra rằng mình đã quá ngu ngốc. Bài học:
Chúng ta luôn muốn nhiều hơn những thứ đang có, nhưng khi bạn kiểm kê tài sản của mình, bạn lại nhận ra khúc xương mình đang có là đủ rồi. Dù vậy nhưng không có nghĩa bạn không cần phấn đấu cho những thứ to lớn hơn và tốt đẹp hơn. Khi muốn có nhiều hơn nữa thì bạn nên cẩn thận. Cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng, ao ước có được cái bánh và ăn hết nó sẽ khiến bạn thực sự không có gì cả. Vật chất, của cải, danh tiếng sự nghiệp, sắc đẹp là những ham muốn của phần đông mọi người. Khi có được càng nhiều thứ trong tay, chúng ta càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy ám ảnh phải đạt được thêm nữa. Và cho đến khi thời gian không còn nhiều, ta mới hiểu ra rằng chẳng có vạch đích cuối cùng, núi cao vẫn sẽ có núi cao hơn. Những gì đổ máu để theo đuổi, hóa ra không đổi lại được hạnh phúc. Khi đó năm tháng tuyệt vời nhất đã lùi lại phía sau, chẳng thể quay về. Cuộc sống mưu sinh vô tình khiến ai nấy đều hối hả xoay vần, tất bật với những vạch đích mới, rồi lại thêm một vạch đích mới hơn. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, đi đến cuối cuộc đời, mình sẽ mang theo được gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chi bằng ta trân trọng hơn những hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu xung quanh mình. Hãy trân trọng và biết ơn những gì mình đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết phải trân trọng những gì mình đã từng có. Câu chuyện số 4. Hai con hổ số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. Bài học: có những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng. Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình. Trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện. Có người lựa cho mình cách dấn thân. Còn có cả người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một: sống cho bản thân mình mới là cách tốt nhất. Con người vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời. Bạn còn đợi đến bao giờ mới sẵn sàng làm những điều mình thích? Sống vì mình chứ không phải vì người khác. Ở đời cho dù bất kể việc gì, nhấc lên được thì cũng cần buông xuống được. Không có bạn trái đất vẫn cứ quay. Vậy nên trên đời này chẳng có gì đáng giá bằng sinh mệnh của chính mình. Sống tự do tự tại, đừng vì quá tham mà lại trở thành thâm. Đừng mong chiếm hữu mà lại đành phải mất. Câu chuyện số 5. Ông lão vứt bỏ đôi giày. Chiếc xe lửa đang chạy trên đường cao tốc. Gan Hi không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông ta. Bất ngờ, ông ném chiếc giày còn lại ra ngoài cửa sổ luôn. Hành động này khiến mọi người đều sửng sốt. Thế là Gan Hi bèn từ tốn giải thích: chiếc giày này bất luận đắt như thế nào, đối với tôi không còn có ích nữa. Nếu ai đấy có thể nhặt được đôi giày này, nói không chừng họ có thể mang vừa nó thì sao? Bài học: trong cuộc sống, đôi khi cần phải biết buông bỏ một số thứ. Biết đâu chừng, người mà bạn buông tay có thể đem lại hạnh phúc cho người khác và giúp chính bạn được thanh thản. Có người từng nói, người biết cách buông tay là hạnh phúc nhất. Khổ đau không phải do số phận hay người khác tạo ra mà do chính mình. Biết buông bỏ, bạn sẽ sống đơn giản và hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống có những người rất dễ rơi vào tuyệt vọng, đau khổ bởi vì trong lòng có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều ưu tư, quá nhiều nỗi buồn. Cuối cùng họ bế tắc, gục ngã và dẫn đến việc kết thúc cuộc đời mình. Sống trên cõi đời vốn không đơn giản và dễ dàng. Đôi khi bạn cần phải biết buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện thì bạn mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp. Cố chấp chỉ khiến bạn mãi chìm đắm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Buông bỏ là một sự lựa chọn của tư duy và một sự khôn ngoan của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là sự sở hữu mà còn có sự buông bỏ. Bởi vì khi bạn nắm chặt tay sẽ không có gì bên trong, nhưng khi bạn nới lỏng tay thì cả thế giới sẽ nằm trong tay bạn. Học cách buông bỏ, bạn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên hơn. Mỗi câu chuyện hay để lại cho chúng ta những suy ngẫm và bài học ý nghĩa từ những câu chuyện cuộc sống, rút ra luôn là những bài học sâu sắc nhất. Cùng những bài học kinh nghiệm đáng quý, những chuyện cực ngắn trên đây dù rất ngắn nhưng để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc về làm người và sống ý chí, thành công trong cuộc sống. Hãy đừng bao giờ ngừng tin tưởng, ngừng phấn đấu và sống chan hòa với mọi người, bởi niềm tin và tình cảm sẽ giúp bạn có một cuộc sống ý nghĩa trong cuộc đời này. Bạn thân mến, khi đầu tư, ai cũng muốn thu về lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Chẳng ai muốn thua lỗ cả. Nhưng thương trường như chiến trường, có ăn thì sẽ có thua.
trong cơ hội sẽ có rủi ro và trong rủi ro sẽ có cơ hội. Vậy có loại đầu tư mà không bao giờ thua lỗ không? Câu trả lời là có. Có 5 loại đầu tư là 99% tỷ phú đều rót tiền vào bởi họ biết nó chỉ sinh lời chứ không thua lỗ. Bạn muốn biết 7 loại đầu tư đó là gì không? Mời bạn nghe video này để tìm ra đáp án nhé! Đầu tư bản thân là sự đầu tư khôn ngoan. Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua về nhà đầu tư lỗi lạc nhất hiện nay trên thế giới, Warren Buffett. Một trong những câu nói để lại nhiều suy ngẫm nhất của ông đó là: hãy đầu tư cho bản thân càng nhiều càng tốt, bởi tài sản lớn nhất của bạn chính là bản thân mình. Thật vậy, đầu tư vào bản thân chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Nói đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc là vì sao lại thành công khi đầu tư vào bản thân. Bạn thân mến, dù bạn đang có ý định đầu tư vào đâu, từ chứng khoán, nhà đất, vàng hay tiền ảo thì bạn cũng không hoàn toàn kiểm soát chúng, bởi thị trường luôn biến động do nhiều tác nhân khác nhau. Duy chỉ có thứ bạn có thể chủ động chắc chắn, đó là chính mình, là kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của bạn. Chúng sẽ là vũ khí quan trọng nhất để bạn đương đầu với mọi thử thách và dẫn bạn đến sự thành công. John D. Rockefeller, ông vua dầu mỏ của Mỹ phát biểu rằng: nếu muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận. Khi giá trị của bản thân bạn tăng lên, thì giá trị bạn kiếm được càng tăng lên. Warren Buffett là một chuyên gia đầu tư và ông đã tham gia thị trường chứng khoán khi chưa đủ 16 tuổi. Đáng lẽ ra với bản tính háo thắng của tuổi trẻ, ông đã đắm chìm trong nó. Nhưng không, ông hiểu rõ thiếu sót của mình, rằng mình không hề hiểu được thị trường. Thế là ông đi học, và dưới sự dẫn dắt của giáo sư Benjamin Graham, ông đã theo đuổi trường phái đầu tư giá trị, nhờ đó mà trở thành phù thủy trong giới đầu tư. Ông chia sẻ: tôi dành 80% thời gian một ngày cho việc đọc. Ông học liên tục, không ngừng nghỉ, luôn cố gắng phát triển bản thân, dù bản thân là một trong những người giàu nhất hành tinh. Những lợi ích khi bạn đầu tư cho bản thân. 1. Bạn có quyền tự quyết rủi ro và mục tiêu lợi nhuận. Dù là đầu tư vào kênh an toàn như vàng hay tài sản đem lại tỷ suất lợi nhuận khủng như Bitcoin, thì bạn đều phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Giá của các tài sản đầu tư này biến động thường xuyên và phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố ngoại cảnh như tình hình kinh tế, xã hội, chính sách nhà nước. Bên cạnh đó, những chiếc bẫy đầu tư hay bong bóng tài chính cũng luôn rình rập các nhà đầu tư và buộc họ phải tham gia vào một cuộc chơi cân não. Thậm chí, giá trị tài sản đầu tư của bạn có khi còn phụ thuộc vào lời nói của một nhà đầu tư khác. Vào tháng 5 năm nay, một tài khoản tự giới thiệu là chuyên gia phân tích tiền số đăng trên Twitter rằng: các nhà đầu tư Bitcoin sẽ tự tát vào mặt mình khi họ phát hiện Tesla bán tháo toàn bộ số Bitcoin mà hãng xe này nắm giữ. Với lượng người ghét Elon Musk đang tăng, tôi sẽ không trách anh ấy. Sau đó, tỷ phú Elon Musk đã bình luận: thật vậy, giá Bitcoin ngay lập tức đã lao dốc thẳng đứng, giảm 8% xuống mức $44,000 trên BTC. Điều này đã cho thấy yếu tố tự quyết khi đầu tư vào những loại tài sản này có thể rất nhỏ. Tuy nhiên, khi bạn đầu tư cho bản thân, bạn là người tạo ra tài sản, là tài sản và cũng là người đầu tư. Cho nên, bạn là yếu tố then chốt quyết định lỗ và lãi của khoản đầu tư này. 2. Bạn là kênh đầu tư không bao giờ bị mất giá. Những loại tài sản đầu tư trên thị trường vang dội một thời như bất động sản, tiền ảo đang bị đứng yên và ít ai ngó ngàng tới khi tình hình kinh tế đang bị khủng hoảng. Chúng có thể biến mất trong khi danh sách đầu tư của nhiều người trong một khoảng thời gian nào đó và giá sẽ bị tụt dần khi nhu cầu giảm. Còn bản thân bạn là tài sản cuối cùng còn lại khi những tài sản khác biến mất, bởi không có bạn thì chẳng có kênh đầu tư nào tồn tại cả. Vì thế, đầu tư vào bản thân là hoạt động kéo dài suốt cuộc đời và giữ nguyên giá trị theo thời gian. 3. Bạn là tài sản đầu tư siêu lợi nhuận. Con người là tài sản vô giá, không thể định giá cũng không thể ước lượng lợi nhuận tiềm năng. Việc đầu tư vào bản thân là xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Nếu bạn đầu tư hiệu quả thì lợi nhuận thu về sau này là con số không tưởng so với những lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư khác ở hiện tại. Đầu tư cho bản thân tốt còn tạo tiền đề cho việc đầu tư vào các tài sản khác trong tương lai. 7 loại đầu tư vào bản thân mà bạn cần biết. 1. Đầu tư vào sức khỏe. Đầu tư vào bản thân để nâng cao sức khỏe là khoản đầu tư mà bạn nghiêm túc đầu tư đầu tiên. Sức khỏe luôn là tài sản vô giá nhất của mỗi người. Tuy nhiên, khỏe ở đây không đơn thuần là về mặt thể chất mà còn bao hàm cả trí óc và tinh thần. Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể làm việc, theo đuổi đam mê 12 đến 16 tiếng một ngày không biết mệt. Thậm chí sau đó bạn vẫn có thể tụ họp đi chơi nguyên đêm. Thế nhưng, với lối sống bán mạng như thế,
chỉ vài năm sau, bạn sẽ phải trả giá đắt và hối hận rất nhiều. Có sức khỏe là có tất cả. Nếu cơ thể không khỏe mạnh, bạn sẽ không làm được nhiều thứ khi bắt đầu có tuổi. Sức khỏe kém có thể khiến hiệu suất công việc giảm, sự nghiệp chông chênh, ước mơ không thực hiện được và tệ hơn là bạn phải nằm trên giường bệnh tiếc nuối. Thế nên đừng bao giờ coi thường hay bán rẻ sức khỏe của bạn vì bất cứ lý do gì. Hãy tập thói quen sống lành mạnh, thăm khám cơ thể thường xuyên, giữ tinh thần hạn chế bị stress trong thời gian dài. Số tiền và công sức bạn đầu tư cho sức khỏe chắc chắn không bao giờ lỗ, ngược lại còn mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn bạn có thể tưởng tượng được nhiều. 2. Đầu tư vào tri thức. Đầu tư vào bản thân không thể bỏ qua đầu tư về mặt tri thức. Trên thực tế, đây là khoản đầu tư bắt buộc cho dù bạn đang ở bất cứ độ tuổi nào hay hoạt động trong bất cứ lĩnh vực gì. Ngày nay, việc học tập đã mở rộng ra cho mọi đối tượng, ở mọi thời gian và địa điểm. Với sự trợ giúp của công nghệ, bạn có thể chủ động nâng cao kiến thức bằng nhiều phương pháp khác nhau. Bạn có thể lĩnh hội tri thức mới thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet, sách báo, hoặc tham gia các khóa học chuyên về phát triển năng lực, trí lực. Điều này sẽ giúp bạn khám phá thêm những khía cạnh mới để phát triển bản thân một cách hoàn thiện nhất. 3. Đầu tư vào ngoại hình. Đầu tư vào bản thân để chăm chút ngoại hình là một khoản đầu tư bạn sẽ không bao giờ lỗ. Một ngoại hình ưa nhìn sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong các mối quan hệ cũng như khi giao tiếp với những người xung quanh. Không những vậy, một ngoại hình cân đối cũng giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn hơn. Như Russell đã từng nhận xét, vẻ ngoài của mỗi người cũng thể hiện giá trị của họ, bởi ẩn chứa trong đó là một cuộc sống có kỷ luật. Để đầu tư vào ngoại hình, một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng là điều kiện tiên quyết. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các lớp học yoga, kickfit, tập gym, duy trì thói quen skincare đúng cách để làn da luôn căng bóng, hiểu về bản thân để chọn lựa trang phục phù hợp với phong cách của mình. 4. Đầu tư vào các mối quan hệ tốt. Mỗi người bạn gặp trong đời đều có lý do cả. Bởi lẽ, những thứ bạn nhận được từ họ dù tốt hay xấu đều đáng giá như nhau. Có người sẽ đem lại cho bạn cơ hội sự nghiệp, giúp đỡ bạn phát triển, kiếm ra tiền. Có người lấy đi của bạn thứ này, thứ kia nhưng lại đem đến cho bạn những bài học giá trị. Để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người không hề khó. Chỉ cần bạn lưu giữ thái độ chân thành, nhìn nhận mọi việc với tấm lòng bao dung hơn thì tự khắc bạn sẽ nhận lại đúng những gì mà bạn đã cho đi. Đây là một khoản đầu tư cho bản thân khôn ngoan, bởi bạn sẽ có người giúp đỡ khi khó khăn, học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mới mẻ và mở rộng mức độ quen biết của mình. Biết đâu, họ chính là đối tác tiềm năng của bạn trong tương lai. Chưa hết, việc có những người đáng tin, thân thiết bên cạnh cũng sẽ giúp bạn rất nhiều về sức khỏe tinh thần, lạc quan, yêu đời chính là chìa khóa để bạn đương đầu với mọi khó khăn, tạo ra nhiều giá trị khác giúp cuộc sống thêm đủ đầy hơn. 5. Đầu tư vào kỹ năng. Ngoài đầu tư về kiến thức thì đầu tư vào kỹ năng cũng rất vô cùng cần thiết. Các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo chắc chắn là khoản đầu tư cho bản thân quan trọng mà bạn sẽ không bao giờ lỗ. Chẳng hạn, kỹ năng lãnh đạo giúp bạn biết cách quản lý và điều hành nhóm, kỹ năng giao tiếp khéo léo để chiếm thiện cảm, tạo thuận lợi trong công việc và cuộc sống, và hơn hết là làm chủ được rất nhiều. Kỹ năng mềm giúp bạn xử lý và quản lý cuộc sống của mình một cách dễ dàng, cũng như giúp đỡ những người xung quanh. Vì vậy, trau dồi kỹ năng mềm là điều cần thiết và nên ưu tiên ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn thấy mình đang yếu kém ở điểm nào, thì hãy đăng ký ngay khóa học kỹ năng và thực hành chúng mỗi ngày. 6. Đầu tư vào các đam mê hoặc thói quen tốt. Một cuộc đời thành công được hình thành và nuôi dưỡng bởi những thói quen tích cực. Ví dụ như các thói quen tập thể dục, tập trung làm việc, học tập, được lặp đi lặp lại mỗi ngày giúp bạn khỏe mạnh, làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời, đầu tư vào các đam mê giúp bạn hình thành cuộc sống vui vẻ, tích cực, thậm chí có thể tạo dựng sự nghiệp từ niềm yêu thích cá nhân. Thực chất, khi phát hiện ra đam mê của mình đó là thói quen tốt, nhưng chỉ có người đầu tư sự kiên trì, lòng quyết tâm thực hiện mới gặt hái được thành công. Vì thế, bạn hãy thử ghi ra những thói quen tốt có lợi, niềm đam mê, yêu thích và cố gắng thực hiện chúng đều đặn mỗi ngày. Bởi khi bạn thành thục một điều gì đó thì nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sau này mà bạn không ngờ tới. 7. Đầu tư vào việc học quản lý tài chính cá nhân. Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu cha nghèo, đưa ra nhận định: không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền, làm thế nào để tiền phục vụ bạn và để tiền có thể sinh thêm tiền. Hiện tại bạn chưa thể đầu tư sinh lời, nhưng hãy tập quản lý tài chính cá nhân cho mình. Theo đó, bạn nên theo dõi, rà soát các khoản thu chi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Sau đó, đưa ra đánh giá cắt giảm hoặc gia tăng khoản chi phí cần thiết. Ngoài ra, bạn nên giữ một mức tiết kiệm cụ thể hàng tháng, có thể từ 10 đến 15% thu nhập để dự phòng tài chính trước rủi ro.
Học cách quản lý tài chính càng sớm sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc đầu tư tài chính sinh lời sau này, cũng như không bị khủng hoảng tài chính. Bạn sẽ đủ nguồn tài lực để thực hiện đều đặn 6 khoản đầu tư trên. Bạn thân mến, nếu ví cuộc sống như một sàn chứng khoán, thì mỗi người chúng ta cũng là một nhà đầu tư. Nếu biết cách đầu tư đúng chỗ thì sẽ được lợi nhuận cao. Ngược lại, những khoản đầu tư sai lầm sẽ khiến chúng ta phải trả giá đắt. 7 khoản đầu tư không bao giờ lỗ trên sẽ nâng cao những giá trị của bản thân bạn trong tương lai. Quan trọng là bạn hãy kiên trì thực hiện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.